Thưa quý vị khán giả, thời gian gần đây thì cộng đồng mạng đang lo lắng về việc bệnh giang mai đang quay trở lại do cuộc sống hiện đại, giới trẻ phát triển giới tính sớm. Tuy nhiên, do không hiểu biết về tình dục an toàn, thậm chí cả những người trưởng thành vẫn chưa hiểu rõ về bệnh này. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn sẽ giải đáp cho quý vị về bệnh giang mai nhé. Cảm ơn bác sĩ đã đồng ý tham gia chương trình ạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì gần đây thì bệnh giang mai đang quay trở lại, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về giang mai là gì và nguyên nhân của bệnh giang mai ạ. Bệnh giang mai là cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, là vi khuẩn, nhưng người ta thường gọi là xoắn khuẩn Treponema pallidum, tại vì nó có hình dạng xoắn dưới kính hiển vi. Và bệnh này là bệnh lây chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn. Cái thứ hai là lây qua đường máu, tức là tiêm chích không an toàn. Và đường thứ ba là đường lây truyền từ mẹ sang con. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, vậy triệu chứng nhận biết là gì ạ? Thì đầu tiên là có cái hành vi nguy cơ, tức là quan hệ tình dục không an toàn, ví dụ như quan hệ với gái mại dâm. Sau cái thời gian ủ bệnh có thể từ 10 đến 100 ngày thì sẽ ở bộ phận sinh dục xuất hiện những cái gọi là sang giang mai. Đó là cái triệu chứng đầu tiên. Thưa bác sĩ, vậy nếu mà mình nghi ngờ đã mắc bệnh giang mai thì chúng ta thường đi xét nghiệm. Vậy cần thực hiện những xét nghiệm nào ạ, thưa bác sĩ? Cái giai đoạn mà phát hiện sang giang mai thì nếu mà mình đi đến khám ở những cơ sở chuyên khoa thì người ta sẽ phết cái sang những cái vết loét ở bộ phận sinh dục. Đặc điểm của những vết loét này, điển hình thì không có đau, nền cứng. Người ta phết và người ta soi dưới kính hiển vi nền đen để thấy được cái xoắn khuẩn giang mai. Và sau cái giai đoạn phát hiện sang, sau 2 tuần thì phản ứng máu thì nó có sẽ có kháng thể, và khi đó thì mình có thể xét nghiệm máu để chẩn đoán giang mai. Dạ, thưa bác sĩ, vậy nếu mà một người thực hiện hành vi không an toàn, nếu muốn xét nghiệm thì thời gian bao lâu mình nên đi xét nghiệm để có kết quả chính xác nhất ạ? Nói là cái thời gian ủ bệnh, mình dựa vào thời gian ủ bệnh là từ 10 đến 100 ngày. Và khi phát hiện ra mà cái sang giang mai thì ít nhất là 2 tuần sau với xét nghiệm máu. Dạ, vậy nếu mà một người bị mắc giang mai đang trong giai đoạn thai kỳ thì có ảnh hưởng đến em bé hay không ạ, thưa bác sĩ? Thường thì cái giang mai á, nó lây truyền, tức là khi mà thai tuổi thai được khoảng chừng tháng thứ tư, tháng thứ năm thì có trao đổi cái máu mẹ qua cái hồ huyết ở bên nhau, thì khi đó có khả năng lây. Mà khi lây ở, nếu mà tùy thuộc vào cái nồng độ virus, vi khuẩn, nếu cao á, thì nó thường gây là thai lưu, thai chết non. Còn mà nếu mà nồng độ virus thấp hơn thì vẫn có thể là sau khi sanh ra rồi bé mới chết, hoặc là nó mới xuất hiện giang mai, thì gọi là giang mai bẩm sinh. Thì vẫn người ta vẫn chia hai loại: giang mai bẩm sinh sớm và giang mai bẩm sinh muộn. Bẩm sinh sớm tức là sau sanh khoảng 2 năm, còn bẩm sinh muộn là trên 2 năm mới xuất hiện những biểu hiện của giang mai. Thì thường mà giang mai bẩm sinh sớm có thể xuất hiện mấy ngày hoặc là mấy tháng, 1 tháng rưỡi, 2 tháng sau. Và biểu hiện thì giống như là giang mai ở giai đoạn 2, tức là xuất hiện những bóng nước hồng ban ở trên bàn tay, bàn chân và ở người, ở niêm mạc. Và khi hình dạng đặc biệt của cái giang mai bẩm sinh là mặt thì giống như ông cụ, thì gan lách thì to. Dạ, dạ thưa bác sĩ, vậy nếu mà thai phụ bị nhiễm giang mai thì cần được điều trị như thế nào ạ? Thì điều trị á, thì cũng may là cái giang mai thì điều trị, nếu phát hiện sớm, điều trị sớm thì lành bệnh rất là tốt. Thường mà nếu mà giang mai giai đoạn gọi là giai đoạn 1 á, nếu phát hiện á, thì mình chỉ cần điều trị khoảng chừng 2 mũi thuốc 2 tuần thì là trong vòng 1-2 ngày sau là đã sạch cái xoắn khuẩn giang mai rồi. Còn đến những cái nếu mà mình không phát hiện, mà phát hiện đến chuyển qua giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì điều trị sẽ kéo dài hơn, tỷ lệ khỏi bệnh nó cũng hơi giảm đi. Dạ vâng, và theo kiểm soát của bệnh tật Mỹ thì vi khuẩn giang mai trong cơ thể là ủ bệnh đến 30 năm mới phát ra, là khi nó đã ở giai đoạn 3 là các giai đoạn này tổn thương cao, tổn thương đến các cơ quan và não. Vậy giang mai có bao nhiêu giai đoạn và giai đoạn nào thì nó có ảnh hưởng đến bệnh nhân nhiều nhất ạ? Thực tế thì có thể là chia làm 3 giai đoạn. Một giai đoạn là giai đoạn 1, tức là qua thời kỳ ủ bệnh phát hiện sang giang mai thì nó diễn tiến nó khoảng 1 đến 2 tháng. Sau đó chuyển qua giang mai giai đoạn 2, tức là giai đoạn đã vào máu và các cơ quan. Còn khi mà không được phát hiện điều trị thì chuyển qua giai đoạn 3 thì khoảng chừng 30%
cái số người không được điều trị sẽ chuyển qua giang mai giai đoạn 3, có thể tổn thương tim não. Thì có thể là giai đoạn 3 có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm sau nó mới phát hiện với những triệu chứng rất nặng nề có thể gây tử vong. Dạ, dạ vâng. Vậy nếu một người mà bị giang mai có thể điều trị hết hẳn căn bệnh này hay không ạ? Điều trị là khỏi bệnh, nếu phát hiện sớm, điều trị sớm thì tỷ lệ khỏi bệnh gần như là hoàn toàn. Nhưng phát hiện trễ và thì tỷ lệ điều trị thì tỷ lệ khỏi bệnh nó có giảm đi. Nhưng nói chung là đây là bệnh tiên lượng tốt. Dạ. Nếu phát hiện sớm. Dạ, vậy khả năng tái phát của bệnh thì như thế nào ạ? Có hai khả năng tái phát. Dạ. Sau khi đã bị bệnh thì đã điều trị, nếu mà bệnh tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn thì bệnh có thể mắc bệnh lại, đó là một. Thứ hai là những cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì có tỷ lệ nhất định là điều trị và bệnh chưa khỏi hẳn. Cho nên những cái trường hợp mà điều trị giang mai cần phải tái khám để được xét nghiệm theo dõi. Khi bên bác sĩ, bên chuyên khoa người ta nói là điều trị thành công rồi thì mình mới yên tâm. Dạ. Dạ vâng, thưa bác sĩ, và trở lại vấn đề là thai phụ bị nhiễm giang mai, thì nếu mà thai phụ đang bị nhiễm giang mai thì chọn phương pháp là mổ để lấy em bé ra thì có tránh được bé bị lây nhiễm giang mai hay không ạ? Như hồi nãy tôi đã nói, lây nhiễm giang mai là lây nhiễm khi đang ở bào thai từ tháng thứ tư, tháng thứ năm. Và khi em bé đã bị nhiễm rồi thì dù sanh thường hay sanh mổ, em bé đều bị nhiễm giang mai bẩm sinh. Dạ thưa bác sĩ, vậy nếu mà một người đang điều trị bệnh giang mai thì có thể quan hệ tình dục được hay không ạ? Quan hệ tình dục mà giang mai mà giai đoạn sớm, tức là giai đoạn 1 á, nếu mình điều trị thì chỉ cần sau 1-2 ngày là đã sạch rồi. Khi đó đã an toàn. Nhưng tất nhiên trong thời gian điều trị, như tôi đã nói là có khả năng có tỷ lệ tái phát, tức là điều trị nó chưa hết hẳn. Thì người ta phải, bên chuyên khoa người ta sẽ hẹn tái khám lại 1-3 tháng sau. Thì trong thời gian đó thì nên sử dụng bao cao su. Dạ, và sau khi điều trị thì khoảng bao lâu thì có thể quan hệ tình dục lại bình thường ạ? Đó là tùy thuộc vào cái giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì có thể 2-3 ngày sau. Nhưng mà những cái giai đoạn 2 thì có thể là 3 tháng sau mới được xét nghiệm lại. Thì khi đó 1 tháng đến 3 tháng thì mình vẫn phải sử dụng phương pháp bảo vệ. Dạ. Nếu mình xét nghiệm thì mình có thể phát hiện được mình đang ở giai đoạn nào hay không ạ, thưa bác sĩ? Khó là xác định giai đoạn nào, nhưng mà những cái tổn thương sẵn ngay đầu tiên sau khi quan hệ tình dục không an toàn thì mình có thể xác định giai đoạn. Dạ. Còn thường là những giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 2, phát biểu là đa số là giai đoạn 2. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, và thật sự thì bao cao su có tác dụng bảo vệ phòng tránh được bệnh giang mai hay không ạ? Bao cao su thì bảo vệ được đa số, nhưng mà vẫn có những trường hợp như tổn thương giang mai mà cái bao cao su nó không che hết được thì vẫn có thể bị lây nhiễm. Dạ vâng, và thưa bác sĩ, có một số những cách thức quan hệ như là gọi là overset hoặc là dùng tay thì có cách nào để ngăn chặn việc lây truyền bệnh giang mai hay không ạ? Cái này thì không có phương pháp ngăn chặn. Dạ vâng, và cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần Anh Tuấn, phó giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh giang mai, phương pháp phòng ngừa bệnh giang mai ạ. Và nếu quý vị thấy những video của Alo Bác sĩ hay thì hãy like và chia sẻ những video của Alo Bác sĩ nhé. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.